sống trong một căn hộ biệt lập sang trọng tiện nghi theo phong cách Nhật Bản, nhưng mức giá hoàn toàn trong tầm tay ngay cả đối với những người có thu nhập trung bình. Điều này tưởng khó có thể xảy ra nhưng lại đang hiện hữu tại dự án Flora Anh Đào tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Dự án Flora Anh Đào tọa lạc tại dự án khu dân cư Nam Long, Phước Long B, quận 9, được xem là có vị trí thuận lợi về giao thông khi tiếp giáp với các công trình hạ tầng lớn như đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, đường vành đai 2, cầu và hầm Thủ Thiêm, tuyến metro số 1 Bến Thành, Suối Tiên, v.v. Flora Anh Đào là tòa tháp cao 16 tầng với 500 căn hộ nằm trong khuôn viên 1,1 hectare, mật độ xây dựng toàn khu chỉ 28%, phần còn lại dành cho khoảng sân và các tiện ích nội khu, bao gồm vườn kiểu Nhật, khu vực BBQ, hồ bơi, khu thể dục thể thao, nhà trẻ và khu thương mại. Bên cạnh đó, dự án cũng được hưởng những cảnh quan và tiện ích toàn khu như công viên sinh thái bờ sông, khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc, một trong những lá phổi xanh hiếm hoi của thành phố. Flora Anh Đào là một dự án với mật độ xây dựng chỉ chiếm 28%, còn tất cả các phần diện tích còn lại sử dụng cho phần lớn cho việc xây dựng cảnh quan và mảng xanh như vườn Nhật hoặc khu barbecue hoặc cà phê, hồ bơi, sân thể thao ngoài trời. Đấy là những tiện ích đi kèm theo dự án. Dự án do công ty cổ phần đầu tư Nam Long phối hợp với những đối tác Nhật Bản uy tín là Hankyu Realty và Nishi Nippon Railroad triển khai, hướng đến phân khúc khách hàng thu nhập trung bình khá và ổn định. Điều này thể hiện ở diện tích căn hộ vừa phải, chỉ từ 54 đến 67 mét vuông, dẫn đến giá bán chỉ từ 1,01 đến 1,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, giá mua còn được vay ưu đãi với lãi suất 6,5% một năm, ổn định trong 3 năm. Tuy có giá dễ tiếp cận, nhưng cư dân tại Flora Anh Đào lại được hưởng một cuộc sống đẳng cấp. Tại đây, từng căn hộ được xây dựng theo tiêu chuẩn khắt khe của mô hình căn hộ biệt lập condo với thiết kế kiểu Nhật. Condo thực sự ra là đây là một khái niệm đã xuất hiện rất lâu. Tuy nhiên thì loại hình này thì mới bắt đầu hình thành và xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Sự khác biệt giữa condo và chung cư ở đây tức là tất cả những tiện ích, giá trị về tiện ích và những cái dịch vụ hỗ trợ đi kèm về cho cái sản phẩm của condo đều nằm trong một khu là riêng biệt và phục vụ riêng cho những cái sản phẩm, những cái căn hộ condo. Còn đối với những sản phẩm của chung cư thì tất cả những tiện ích thì nó rất là open và tất cả những người bên ngoài có thể vào sử dụng chung cái những tiện ích đó. Thực sự xuất phát từ về cái nhu cầu của cái người tiêu dùng hiện tại. Người tiêu dùng hiện tại với những nhu cầu thực cần phải có sự đáp ứng là về chất lượng cuộc sống cũng như về mức an toàn trong cuộc sống. Như vậy đòi hỏi là cái nhà thiết kế, nhà sản xuất phải sản xuất những căn hộ đòi hỏi một tính chất riêng biệt, đảm bảo an ninh và đầy đủ tiện nghi cho người tiêu dùng. Mỗi góc căn hộ trong dự án Flora Anh Đào đều được xây dựng để phát huy tối đa hiệu quả, đúng với phong cách thiền. Nội thất bên trong căn hộ và thiên nhiên bên ngoài được giao hòa tự nhiên và thanh thoát, không thiếu những điểm nhấn đậm tinh thần Nhật trong căn hộ như cửa kính lụa shoji, làm không gian rộng hơn và luôn trang hòa ánh sáng. Sàn lót gỗ, loại vật liệu cổ điển tạo cảm giác ấm áp. Hai bảng màu tập trung vào các gam trung tính, nền nã, lấy cảm hứng từ trời đất, bốn mùa. Hiện dự án Flora Anh Đào đã cất nóc và mở bán những căn hộ đẹp nhất cuối cùng, được cam kết bàn giao vào tháng 6 năm 2016. Trong dịp này, quý khách có thể trúng một chuyến du lịch Nhật Bản khi mua căn hộ biệt lập của dự án.